Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 135 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp vô Sư Nhóm Dịch Thánh Thiên Tiên Vật. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 135 của bộ truyện này. trên sơn đạo, hai người Phương Minh cùng Lăng Duy cứ trên dưới nhìn nhau, nét mặt của hai người đều rất quái dị, nhất là sau khi Lăng Duy đọc hiểu hàm ý trong ánh mắt của Phương Minh. Cho dù là không thấy mặt mình, nhưng nhìn hai tay mình, rõ ràng làn da đã trở nên sạm màu cùng lỏng lẻo. Lăng Duy có thể tưởng tượng ra, lúc này gương mặt của bản thân mình ra sao. Thật ra trước khi Phương Minh chưa xuất hiện, lăng duy cũng đã từng thấy biến hóa của tay mình chỉ là cậu ta cho rằng đó là biến hóa do leo núi mà ra dù sao tuy rằng cậu ta trẻ tuổi nhưng thiếu khuyết vận động cộng thêm bị tủ sắt móc rỗng trong người khi leo lên núi vẫn luôn cảm thấy rất là mệt nhiều khi còn lấy tay chống đỡ sức nặng của cơ thể cậu ta cảm thấy vì vậy mới khiến cho tay mình bị bẩn đi không bò nổi liền đặt mông ngồi xuống nghỉ ngơi, mệt mỏi liền trực tiếp ngủ. Ở đây không có đêm tối, bầu trời vĩnh viễn sáng như ban ngày. Quan trọng nhất là ở chỗ này cậu ta còn không cảm thấy đói khác. Phương, Phương Minh à, hiện nay tôi là bộ dáng gì? Hồi lâu sau, rút cục Lăng Duy mới nhẹ dặt, cẩn thận hỏi vấn đề mà đáy lòng của cậu ta không dám đối mặt ánh mắt nhìn về phương minh cũng mang theo hy vọng hiển nhiên là muốn nghe được câu trả lời mà cậu ta mong muốn chỉ là câu trả lời của phương minh đã được định sẽ khiến cho cậu ta thất vọng cậu nhổ một cọng tóc của mình đi là biết ngay trong lúc nói chuyện phương minh cũng đi tới trước mặt lăng duy bà lăng duy thì ngơ ngác nhìn mấy cọng tóc trắng trên đầu ngón tay một lúc sau trên mặt lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Phương Minh, anh nói cho tôi biết đi. Đây đều là biểu hiện giả dối đúng chứ. Tuổi của tôi hiện nay mới chỉ 25, cho dù phải già yếu. Dù vào cái gì bộ dáng anh chỉ mới lớn hơn vài tuổi, mà tôi thì già đến như vậy. Phương Minh liếc mắt đáp lại Lăng Duy. Đã tới lúc này rồi còn muốn so sánh với hắn sao? Sợ dĩ bản thân mình già chậm hơn chính là bởi vì tinh lực của mình tràn đầy hơn so với người thường. Nói không khoa trương, sự đầu tư của hắn với cơ thể, toàn bộ giới tu luyện đều không có mấy người có thể vượt qua hắn. Dùng dịch thần linh cọ rửa thân thể như dùng nước lọc. Còn có mấy dục liệu trân quý trong sách ngâm thuốc. Chỉ riêng giá trị của mấy thứ này đã là một con số khổng lồ. À, sớm biết như vậy, tôi đã không đáp ứng lộ lộ. Chết tiệt, lão đầu chết tiệt kia, con lừa chết tiệt, vừa lừa đảo còn lừa dối. Nói chỉ cần tôi trở thành trại chủ, có thể đưa lộ lộ rời khỏi trại này. Lăng Duy đặt mông ngồi trên tảng đá, Phương Minh dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn về cậu ta. Đứa ngốc này bị người ta bán đi rồi mà còn không biết. Nói cụ thể một chút đi, chuyện này là như thế nào? Phương Minh cũng ngồi xuống hỏi. Nếu như anh có thể đến được nơi đây, vậy hẳn anh cũng đã biết sự tình đại khái. Chính là tôi thích một cô bé, cô ấy tên là Lộ Lộ. Chẳng qua sau đó tôi mới biết cô ấy là người miêu. Chính là cô gái của cổ trại Ba Toa. Trại này có một quy củ rất là kỳ. Đó chính là cô gái trong trại không thể gả cho người ngoài. Bằng không sẽ bị tươi sống xử tử. Ngay từ đầu tôi còn nghĩ rằng cùng lắm thì dẫn theo Lộ Lộ âm thầm lén trốn khỏi trại. Nhưng mà ai biết, cái lão già tên quỷ sư gì đó trong trại kia, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Tôi mới vừa dẫn theo lộ lộ đi ra khỏi trại đã bị hắn ta phát hiện ra. Sau đó hắn, "Phương Minh à, anh không biết lão già kia lợi hại cùng biến thái ra sao đâu." Lăng Duy nghĩ đến những đau đớn bản thân phải chịu, tâm tình trở nên kích động lên. Lão già kia cho tôi ăn một loại sâu độc chỉ cần hắn ta đọc chú ngữ Cả người tôi liền chịu đau nhất sống không có bằng chết Thật giống như có người đang dùng máy khoan điện Khoan trong lồng ngực tôi Phương Minh anh có hiểu loại cảm giác đau đớn này không? Phương Minh gật đầu Đây là đa bảo quỷ sư đã hạ cổ với Lăng Duy Chỉ là Lăng Duy không biết Lộ lộ mà anh ta yêu thích mới chính là người hạ cổ Sau đó tôi mới biết được đây là cổ chẳng qua lão già kia nói đây chỉ là nghiêm phạt đối với tôi nếu như tôi còn muốn rời đi hắn sẽ giải cổ cho tôi mà lộ lộ kia bắt buộc phải bị hắn xử tử anh nghĩ xem người trọng tình trọng nghĩ như tôi làm sao có thể nhìn lộ lộ bị xử tử vậy không phải tôi sẽ trở thành người vô tình vô nghĩ hay sao nét mặt của lăng duy tràn đầy chính khí vỗ ngực nói cuối cùng tôi đặt thành hiệp nghị với lão già kia chính là chỉ cần tôi trở thành trại chủ của cổ trại ba toa là có thể đưa lộ lộ đi tôi biết lão già kia cũng nhìn ra tôi là người kỳ tài ngút trời căn cốt siêu phạm nếu như đổi lại thành người khác nhất định tôi sẽ cự tuyên nhưng mà vì lộ lộ chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận lão ta thôi phương minh đã hiểu rõ lăng duy là điển hình cho loại đã bị người bán còn giúp người ta đếm tiền từ đầu tới đuôi đều là thanh y cùng đa bảo quỷ sư đặc bẫy mà kẻ ngu si này còn hồn nhiên không biết chui đầu vào rọ chẳng qua có một chút phương minh không biết lan duy cũng không phải là người ngu xuẩn như thế tương phản bởi vì xuất thân nên cậu ta vẫn luôn phòng bị người khác cho dù có cô gái xinh đẹp hơn nữa trong nội tâm của cậu ta đều sẽ có đề phòng sẽ không thật sự bày ra tình cảm chân thành của bản thân đối với đối phương bởi vì cậu ta sợ cô gái đó có mưu đồ khác lăng duy thường đi tán gái thế nhưng không hề có tình cảm chân thành gì với mấy cô gái này đó là bởi vì cậu ta biết những cô gái này đều sẽ tới vì tiền của cậu ta mọi người cũng đều chỉ là theo nhu cầu riêng thôi có một số người phụ nữ làm vậy chỉ vì muốn chụp một tấm hình bên cạnh xe thể thao có thể ở trong một căn phòng tổng thống xa hoa khoe khoang lấy le với bạn bè Thế nhưng trong lòng của Lăng Duy, Thanh Ni lại không giống như vậy. Cậu ta đã quen biết Thanh Ni từ trong game, cho nên Thanh Y không phải là mưu đồ vì tiền. Mà khác quan trọng nhất, Thanh Y đã đem lần đầu tiên của cô ấy cho Lăng Duy. Mặc kệ một người đàn ông có trăng hoa ra sao, nhưng sẽ luôn có tình cảm đặc biệt đối với người phụ nữ giao lần đầu tiên cho mình. Nhất là tuy rằng Lăng Duy là hoa hoa công tử, nhưng phụ nữ bị cậu ta câu không người nào là chim non. Thứ nhất là bởi vì Lăng Duy sợ những cô gái đó sẽ quấn quyết cậu ta. Đến lúc đó muốn chia tay có thể sẽ mang đến phiền phức cho mình. Cho nên không chủ động đi tìm chim non. Thứ hai là vì đầu năm nay chim non thật sự quá ít. Nhất là chim non xinh đẹp. Từ lúc còn đi học đã sớm bị mấy nam sinh cướp lấy. Đâu còn đến phiên cậu ta. Ừ, có một câu nói như thế nào? Người đẹp nha, dễ bị tội. Cho nên, ngay cả chính Lăng Duy cũng không biết bản thân mình đã thật sự thích Thanh Y. Cho nên, dù dưới tình huống không chút hiểu biết đối với núi Thiên Tán, Lăng Duy vẫn đồng ý bước chân đi vào. Lão già kia nói cho tôi biết, chỉ cần đến đây rồi đi lên đỉnh núi, lấy một tấm bia đá từ bên trong ra. Tôi chính là trại chủ của trại Ba Toa. Sau này tất cả mọi người trong trại đều sẽ nghe theo lệnh tôi. Nghe thấy những lời Lăng Duy nói, Phương Minh có chút kinh ngạc, đưa mắt nhìn bên trên. Mang đi một tấm bia đá từ trên đỉnh núi này. Đây là loại khảo nghiệm gì? Lẽ nào, lịch đại người được đề cử trại chủ đều mang đi một tấm bia đá từ nơi đây? Giữa lúc Phương Minh đang nghi ngờ, trong đầu của hắn có một tia chớp xẹt qua. Tấm bia đá, những bia đá trong thạch thất. Chẳng lẽ mấy tấm bia đá trong thạch thất đều được mang ra từ trong này? Tị Mỹ suy nghĩ, Phương Minh cảm thấy khả năng này rất là lớn. Đầu tiên là bởi vì nội dung bên trong những tấm bia đá không chỉ có quan hệ cùng cổ trại Ba Toa, hoặc có lẽ là trừ bỏ bức họa trên tấm bia thứ hai cùng tấm bia thứ ba, những tấm bia khác đều không có bất cứ quan hệ gì cùng cổ trại Ba Toa. Một cổ trại sao có thể có nhiều tấm bia không có liên quan gì với trại mình? Là do người của cổ trại Ba Toa ăn no rửng mỡ sao? đáp án khẳng định là không như vậy khả năng lớn nhất chính là những tấm bia này là lịch đại trại chủ của trại ba toa đã mang ra ngoài từ trên đỉnh núi này lừa đảo lão già kia vốn chính là một tên lừa gạt đây chẳng khác gì gạt tôi đi vào tìm chết không được hiện nay tôi phải xuống núi phương minh thấy lan duy từ dưới đất đứng lên muốn đi xuống phía dưới núi cũng không có ngăn mà từ tốn nói Cậu biết lối ra khỏi nơi này không? Cho dù cậu có đi ra ngoài, cậu cảm thấy kết quả này có thể khiến lão già kia hài lòng không chứ? Bước chân của Lăng Duy ngừng, sau khi thò tay vào đũng quần sờ soạn một chút, cả người đều nhanh chóng muốn khóc. Trách không được, đều nói thế hệ trước đời đời bất diệt, rốt cuộc tôi cũng hiểu được hàm nghĩa trong câu này. Phương Minh thiếu chút nữa thì muốn đạp cho một cước, lời này là sao? Làm sao bây giờ Phương Minh à Anh nhất định phải mau mau cứu tôi Tôi còn không muốn đợi đời bất diệt đâu Tôi còn trẻ như vậy Còn chưa lấy vợ sinh con Chính là cô cô cũng sẽ không trơ mắt Nhìn nhà họ Lăng tuyệt hậu Cậu yên tâm đi Nhà họ Lăng trừ cậu ra còn có rất nhiều nam đinh khác Còn không tới mức tuyệt hậu đâu Cậu cứ an tâm đi Nhưng mà những người kia Sao có thể so với tôi Tôi thấy nhưng là gen ưu tú nhất của nhà họ Lăng đó Còn có lộ lộ của tôi nữa Cô ấy còn đang chờ tôi Lẽ nào để cô ấy còn trẻ như vậy mà đã phải cô độc cả đời? Lộ Lộ của cậu sao? Bị người ta bán còn không biết. Người con gái đó không phải tên là Lộ Lộ mà tên là Thanh Y. Lúc này Phương Minh không giấu giếm trực tiếp nói kế hoạch của Thanh Y ra, mà sau khi Lăng Duy nghe những lời Phương Minh nói, cả người cũng rơi vào trầm mặc, hồi lâu sau ngẩng đầu nói. Bất kể ra sao, tôi thủy chung là người đàn ông đầu tiên của cô ấy hơn nữa tôi thật sự rất là thích cô ấy vẻ mặt của lăng duy rất chân thành phương minh không nói gì thêm mà ngẩng đầu nhìn về bên trên suy tư nói nếu như tôi đoán không nhầm muốn thành công đi qua khảo nghiệm sợ rằng chỉ có leo lên đỉnh núi này mà những người không thể vượt qua khảo nghiệm chính là còn chưa leo lên đến đỉnh núi sinh cơ liền tiêu tan vĩnh viễn lưu lại ở nơi này hóa thành một đống bạch cốt xuống núi không được lên núi cũng không xong vậy bây giờ chúng ta nên làm gì phương minh không trả lời câu hỏi của lăng duy bởi vì hắn cũng đang tự hỏi phương pháp trong các lịch đại người được đề cử chức trại chủ đều phải trải qua thử thách này hơn nữa cũng có thành công rời đi vậy đã nói rõ không phải là bế tắc nhất định là có chi tiết nào đã bị hắn bỏ qua mất càng lên cao, sinh cơ tiêu hao càng nhanh, rốt cuộc là bản thân mình đã bỏ qua điều nào. Lên núi không tận cùng, một bước một sinh cơ. Phương Minh bắt đầu nhớ lại những thi thể mà hắn đã thấy dọc theo con đường này. Những thi thể kia đều không ngoài suy đoán, tất cả là vì sinh cơ tiêu tan mà chết. Nhưng lẽ nào trước khi bọn họ vào đây, trại chủ của các trại chưa từng nhắc nhở một câu sao. Hoặc có lẽ mỗi trại đều có quy định, trại chủ không được tiết lộ tình huống trong núi thiên tán, chỉ có thể dựa vào người được đề cử tự mình đi vào tìm tòi. Nhưng sau khi những người này đi vào, làm sao có thể thuận lợi đi đến đỉnh núi rồi rời đi? Những nghi ngờ này còn chưa được hóa giải, Phương Minh không có ý định tiếp tục tiến lên mỗi khi leo lên tới khoảng cách nhất định sẽ tiêu hao một lượng sinh cơ nhất định. Mà cho dù có lùi về sau, sinh cơ cũng sẽ không trở về. Nếu đổi lại là bản thân mình, ngay trước khi chưa làm rõ tình huống nơi đây, nhất định mình sẽ không tiếp tục đi về phía trước. Biện pháp duy nhất chính là đợi ở đây một lúc, chờ xem có thể xuất hiện biến cố hay không. Trong mắt của Phương Minh có tinh quan thoáng qua, hắn quyết định án binh bất động chờ đợi ở chỗ này bởi vì hắn không tin quy tắc trong này không có sơ hở nếu như thật sự không có sơ hở không ai có thể thành công đi lên trên đỉnh núi mặc dù nói hiện nay hắn chỉ già đi vài tuổi nhưng tương tự cũng còn cách đỉnh ngọn núi rất xa nói trắng ra là đến hiện nay độ cao mà hắn leo được còn chưa bằng một phần mười độ cao của ngọn núi này ở chỗ này chờ sao? Làng Duy hơi nghi hoặc một chút, nhưng cậu ta cũng biết lúc này cũng không có biện pháp nào khác tốt hơn. Điều may mắn nhất là sau khi tới nơi này, cảm giác đói bụng cũng không có. Cho dù đợi bao lâu cũng sẽ không cảm thấy đói. Ngược lại có thể ngồi im ở đây một thời gian. Mà lần chờ này chính là ba ngày. Bởi vì không có trời trăng, không có ban ngày cùng đêm tối. Thời gian này là Phương Minh Đại Khái tính toán được bởi vì mỗi một lần hắn nhập định tu luyện đại khái đều nằm khoảng 6 giờ đồng hồ căn cứ số lần nhập định trên tính toán thời gian ba ngày sau trên núi thiên tán đột nhiên nổi lên cuồng phong cuồng phong thổi vào trên mặt đá giống như sóng mạnh đập vào bờ rung động đùng đùng vận minh ạ à, nổi gió rồi gió này to quá đi ngay cả tôi đều có chút đứng không vững trong cuồng phong thân thể lăng duy lung lay sắp đổ nếu không phải là Phương Minh bắt lấy cánh tay của cậu ta, cậu ta sớm đã ngã nhào đến chân núi. Phương Minh không để ý đến Lăng Duy bị hù tới sắc mặt trắng bệch, ngược lại trong mắt của hắn có tia sáng. Cuồng phong đột ngột xuất hiện, mặc dù không biết rõ là tốt hay xấu, nhưng ít ra nó có thể chứng minh một điều, đó chính là biến cố xuất hiện. Dưới tình huống tiến thoái lưỡng nan, có biên hóa hiện ra chính là tình huống tốt nhất biên hóa xuất hiện thường thường sẽ phá vỡ cục diện bế tắc sẽ cho hắn tìm được một đường để phá cục phương minh tỵ mỹ lắng nghe âm thanh của gió tiên gió không có gì đặc biệt cũng không có hình dạng gì chính là một hồi gió to mà thôi lúc này đột nhiên nổi lên gió to rốt cuộc có ý nghĩ ra sao đừng suy nghĩ tôi nghĩ hay là chúng ta đi xuống trước đi trên núi này trụi lũi cũng chỉ có hai người chúng ta không chừng gió này chính là vì chúng ta mà tới. Nghe được tiếng nói của Lăng Duy truyền đến từ trong cơn gió, con mắt Phương Minh đột nhiên sáng ngời bởi vì lời Lăng Duy nói đã cho hắn sự nhắc nhở. Trên núi này cũng không phải chỉ có hai người hắn và Lăng Duy, không tính những thi thể này, nhưng ít ra trên núi vẫn tồn tại một loại lực lượng thần bí, có thể cướp đoạt lực lượng sinh cơ của con người. Nếu như so sánh lực lượng này với một chất khí không hình không dạng, không màu không mùi, như vậy cổ cuồng phong này xuất hiện. Đứng ở chỗ này chờ tôi. Phương Minh buông lỏng tay Lăng Duy ra, khiến Lăng Duy nằm sấp trên tảng đá, tránh bị gió thổi bay. Mà chính hắn thì nhanh chóng bò lên bên trên đỉnh núi. Hắn muốn nghiệm chứng suy đoán trong lòng mình. Thời gian chừng 5 phút, Phương Minh toàn lực ứng phó. Độ cao đường núi hắn đi được, sấp xỉ chừng độ cao mà hắn bò được trong nửa giờ lúc trước. Mà trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn nhìn chăm chăm tay mình, và không có bất kỳ biến hóa nào. Quả nhiên là như vậy, Cuồng phong này chính là một chút hy vọng sống. Cuồng phong này sẽ thổi bay lực lượng thần bí, có thể cắn nuốt sinh cơ của con người. Nói cách khác, chỉ cần tiếp tục di chuyển dưới cuồng phong là tốt rồi. Phương Minh đưa ra nhận xét khẳng định, chắc chắn là vì phát hiện ra bí mật này nên những tộc trưởng mấy đời trước mới có thể đi lên đến đỉnh của ngọn núi. Mà những người không leo lên đỉnh núi có lẽ là do gặp cuồng phong nhưng không phát hiện ra điều này. Dù sao phần lớn người sau khi gặp phải gió to đều có suy nghĩ đầu tiên là tìm chỗ lánh phong ba. Sau khi có phán định này, Phương Minh quay trở về bên cạnh Lăng Duy, nắm lấy Lăng Duy đang nằm trên đất như nắm lấy con cóc, nhấc cậu ta đi lên trên núi Đừng đừng anh đừng có kéo tôi Nếu đi tiếp tôi sẽ mất mạng đó Tôi bây giờ là đời đời bất diệt Lại đi liền gần đất xa trời Đừng nói dưới tình huống nguy hiểm Chỉ số thông minh của con người Vẫn thường sẽ online Chỉ ít Lăng Duy đã có thể nhớ ra hết Tất cả những thành ngữ Mà thầy cô dạy cậu ta Có cuồng phong này Sẽ không bị cắn nuốt sinh cơ Thừa dịp cuồng phong vẫn còn Có thể leo lên độ cao bao nhiêu thì hay bấy nhiêu Phương Minh giải thích một câu, lúc này Lăng Duy mới không giải dụ. Chẳng qua thật ra lấy thân thể già nua, cộng thêm cuồng phong này ngăn, căn bản không hề có sức lực để mà đi. Tất cả đều dựa vào Phương Minh túm cậu ta lên. Phương Minh à, nếu không thì anh ôm tôi kiểu công chúa đi, đi như vậy nhanh hơn. Nghe được dòng điệu vô sĩ này của Lăng Duy, Phương Minh quay đầu trừng trắng mắt, hai tay đặt giữa eo của Lăng Duy, hơi dùng sức nâng cả người Lăng Duy lên cao. Sau đó không để ý tới tiếng kêu sợ hãi của người này, trực tiếp đi lên phía trên núi. 15 phút, nửa giờ, 1 giờ, 2 giờ. Cuồng phong này trà sát khoảng chừng một ngày một đêm. Phương Minh toàn lực chạy đi, không lãng phí một chút xíu thời gian nào. Đợi khi cuồng phong tiêu tan, lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi. Một ngày một đêm, sắp xỉ đi được 1 phần mười đường núi, mà sau khi dừng sinh cơ của hai người không tiếp tục trôi đi điều này khiến phương minh có thể đưa ra kết luận cướp đoạt sinh cơ hẳn là ở lúc đường giới hạn mới sinh ra phải lý giải những lời này như thế nào đây giả thiết dùng những đường thẳng dài dẹp để phân tách núi thiên tán như vậy mỗi không gian ở giữa hai đường thẳng có thể được xưng là một khu vực mà vị trí chứa hai đường thẳng chính là một đường giới hạn mỗi khi bước vào hoặc bước ra khỏi đường giới hạn sinh cơ đều bị tước đoạt. Cho nên, khi bên trong khu vực này, không cần lo lắng sinh cơ tiếp tục trôi qua. Có phán đoán này, Phương Minh ngược lại an tâm thoải mái nghỉ ngơi, mãi cho tới khi cuồng phong lần tiếp theo tới. Cuồng phong lần kế tiếp xuất hiện vào hai ngày sau. Thời gian cơn cuồng phong này xuất hiện dĩ nhiên dần co 2 ngày hai đêm. Mà khi cuồng phong này một lần nữa xuất hiện là vào 4 ngày sau chẳng qua lần này chỉ xuất hiện nửa ngày. Thời gian cuồng phong xuất hiện không cố định, mà thời gian cuồng phong kéo dài cũng đồng dạng không cố định. Chẳng qua vào một tháng sau, hai người Phương Minh và Lăng Duy đã đi qua được 2 phần 3 độ cao của ngọn núi, thậm chí mơ hồ đã có thể thấy đỉnh núi trong đám mây. Không dễ dàng chút nào, rốt cuộc cũng đi tới nơi đây. Chờ tới khi tới đỉnh núi lại trở về, tôi nhất định phải đánh chết lão già kia. Lăng Duy nghĩ đến những gì mình đã gặp phải trong một tháng này, thật sự là nút nước mắt vào trong lòng. Tên gia súc phương minh này hoàn toàn không biết thương hương Tiết ngọc, khi mình chạy nhanh trên núi, lắc la lắc lư tới bao nhiêu mật trong bụng đều bị nôn ra hết. Mỗi một lần phương minh dừng, cậu ta đều dùng một loại ánh mắt đặc biệt ưu oán nhìn về phương minh. Lẽ nào anh không biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ hay sao? Từ quan hệ huyết mạch mà nói mình chính là họ hàng của Phương Minh. Xem như là trẻ, mà từ trạng thái trước mặt mà nói mình già nua như vậy, đây là lão rồi. Vậy mà tên xúc vật này không hề có chút đức tính kính già yêu trẻ tốt đẹp. Quả thực là thế phong nhật hạ nhân tâm bất cổ. Nhưng mà khiến Lăng Duy không nghĩ tới. Một phần ba đường núi còn lại dĩ nhiên phải leo lên tới hơn một tháng bởi vì thời gian cuồng phong xuất hiện càng lúc càng ngắn. Sau khi thấy phía trước một lần nữa xuất hiện cây cỏ, Lăng Duy không nhịn được, trực tiếp xoay người, lăn lông lốc xuống thảm cỏ. Phương Minh cũng không có ngăn cản Lăng Duy, bởi vì vừa rồi, hắn đã nhìn lướt qua thảm cỏ này, không có gì nguy hiểm. Mây mù mờ ảo, bóng cây xanh râm mát thành mảng. Thời khắc này núi thiên tán mới có dáng dấp thánh địa chân chính tuy rằng vẫn không có bất kỳ sinh vật nào tồn tại trong khi lăng duy nằm sấp trên cỏ lăn lộn phương minh đưa mắt nhìn về phía trước ở nơi đó ngoài trăm thước có từng tòa bia đá tồn tại chẳng qua chờ khi hắn đến gần sau đó lại phát hiện trên những bia đá một dòng chữ cũng không có đừng nói là đồ án những thứ này đều là những tấm bia đá trống trơn tuy rằng đều là những tấm bia đá trống trơn nhưng phương minh có thể xác định những bi đá này có cùng nguồn gốc cùng những bi đá bên trong cổ trại ba toa bởi vì cho dù là vẻ ngoài hay chất liệu đều giống nhau như đúc ý của cậu chính là để tôi khiên một tấm bi đá vô tự này rồi khỏi đây là được sao Lăng Duy cũng đi tới trước tấm bi đá sau khi nghe thấy những lời Phương Minh nói càng là đầu óc mơ hồ một tấm bi đá không có chữ này mang ra ngoài thì có tác dụng gì ai ai lại lưu mấy chữ này sao nhìn thế nào cũng không có hiểu chẳng qua lăng duy phát hiện trên mặt đất nơi này đang bày những tấm bia đá có người đã khắc lại một hàng chữ ở trên mặt chỉ có điều lấy văn hóa của cậu ta dày công tu dưỡng vẫn không thể nào hiểu được những dòng chữ này phương Bình nghe thấy những lời lăng duy nói cũng đi sang đưa mắt nhìn trên mặt đất chỉ vừa liếc mắt trong mắt của hắn liền co rút chữ trên mặt đất cũng không phải miêu văn mà là văn thể chữ khải, là có người dùng dao khắc dấu trên mặt đất ngay bên dưới tảng đá này. Ý của đoàn văn thể chữ khải này cũng không khó lý giải. Phương Minh liếc một cái liền rõ, nhưng chính là bởi vì vậy, hắn mới sẽ cảm thấy khiếp sợ. Càng phong năm thứ hai, thiên hoàng bệnh nặng. Thừa lệnh của thiên hậu đi tìm bia công đức. Dọc đường nơi đây được bí mật bi văn, thấp thỏm lo âu. Không dám tiết lộ thiên cơ lấy vô tự thiên bi thay thế thái sử lệnh lưu phương minh khẽ đọc sau khi lăng duy đang đứng một bên nghe xong lập tức thầm nói mẹ kiếp thiên hoàng lũ người nhật đã từng tới nơi đây không học qua lịch sử thì trở về bồi bổ tri thức thật tốt đi đối với lăng duy phương minh đã không biết nên nói cái gì cho đúng vừa nghe đến thiên hoàng liền cho rằng đang chỉ nhật bản trên thực tế ở đường triều đường cao tông đã tự xưng mình là thiên hoàng mà thiên hậu là là nhân vật trứ danh trong lịch sử võ tắc Thiên. càng phong năm thứ hai đây là chỉ thời gian đường cao tông tại vị mà lúc đó đường cao tông đã bệnh lâu quấn thân quyền lớn rơi vào trên tay võ tắc thiên lúc kia hẳn là võ tắc thiên cũng đã chuẩn bị bắt đầu mộ địa cho đường cao tông về phần thái sư lệnh người đảm nhiệm chức thái sử lệnh thời đường cao tông chỉ có người kia cũng chỉ có người kia mới có thể từng đến nơi này. Lý Thuần Phong Lý Thuần Phong, một vị kỳ nhân có địa vị cực cao trong phong thủy kham dư. Số tử vi bói toán, nổi danh nhất chính là ông ấy cùng viên thiên cương đã viết lên thôi bối đồ, được xưng tiên đoán kỳ thư. Lý Thuần Phong đã tới đây, còn mang đi một tấm bi đá, đồng thời xưng là vô tự thiên bi. Trong nháy mắt, trong đầu Phương Minh đã nghĩ đến khối vô tự thiên bi nổi tiếng trên lăng mộ của võ tắc thiên phải chăng giữa hai người có liên hệ phương minh à anh mau nhìn đi ở đây còn có chữ trong lúc phương minh còn đang suy tư lăng duyên lại phát hiện ra một hàng chữ trên bãi đất trống khác hàng chữ này ngược lại cậu ta biết lão đạo dưới cơ duyên xảo hợp đi ngang qua nơi đây bi công đức bức tranh tiên đoán không nghĩ tới trên đời này lại còn có đại năng như thế, đáng tiếc đáng tiếc, cuối cùng cũng hóa thành một đám bụi bặm. Đoạn văn này ngược lại là chữ thời hiện đại, mà khi nhìn thấy nét chữ này, Phương Minh sửng sốt một chút, bởi vì chữ viết này hắn rất là quen thuộc. Sư phụ. Phương Minh nỉ non một câu, nét chữ này giống nét chữ của sư phụ hắn như đúc, tuyệt đối là xuất ra từ tay của sư phụ mình hơn nữa từ chuyện sư phụ mình tự xưng lão đạo đến xem hẳn đây là chuyện xảy ra khi sư phụ đã già không ngờ vậy mà sư phụ mình đã từng tới núi thiên tán thánh địa của miêu tộc phương minh nghĩ đến sư phụ mình đã từng dặn dò bản thân mình địa phương nam cương này quá là thần bí nếu như không bắt buộc thì không nên can thiệp vào bí mật của nam cương lẽ nào chính là chỉ nơi này đều biết cái gì không thể hiểu còn có một người có phải những người này đều thích lưu chữ tôi đây có nên khắc một chữ bản thân từng tới đây du lịch cho hợp thời hay không lúc này lăng duy giống như bị thần trinh thám nhập vào trong người không ngừng tìm tòi ở các tấm bia thật đúng là để cậu ta tìm ra rất nhiều hàng chữ khác biệt chính là những chữ này có khi là miêu văn căn bản phương minh không thể nhìn hiểu mà có khi là loại văn tự mà hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Ít nhất là trong lịch sử chưa từng để lại loại chữ viết này. Phương Minh không để ý tới lời của Lăng Duy nói, hắn đang suy nghĩ tới lời sư phụ mình. Dựa theo sư phụ mình đã nói, trong những tấm bia này còn có bia gọi là bia công đức, đồng thời còn có thể gọi là bia tiên đoán. Hai cái tên này có nghĩa trên mặt chữ rất dễ lý giải nhưng hắn lại không phát hiện trên mấy tấm bia đá này có điểm gì dị thường công đức ở phật giáo cùng trong đạo giáo cũng đã có đề cập đây chính là thước đo những chuyện tốt mà một người làm được chuyện tốt sẽ có công đức tích lũy đầy đủ công đức liền có thể thành tiên thành phật chẳng lẽ một tấm bia lại có thể cung cấp đủ công đức cho con người tiên đoán vậy thì càng dễ hiểu chính là thôi diễn chuyện của tương lai chính là thôi bối đồ của lý thuần phong Thôi bối đồ độ... Chờ đã Phương Minh dường như nghĩ tới điều gì Chạy về nơi Lý Thuần Phong lưu lại chữ viết Nhìn lại vị trí của những tấm bia Dường như hàng này đúng là thiếu 60 tấm bia Lẽ nào thôi bối đồ của Lý Thuần Phong Là lấy được từ những bia đá này Vì tiền bối này mất trí nhớ tới Khiên đi 60 tấm bia sao Khói miệng Phương Minh co quắc một chút 18 trại, mỗi một vị trại chủ đều có thể mang đi một tấm bia. Mà tiền bối Lý Thuần Phong chỉ một lần đã có thể mang đi 60 tấm. Làm vậy là muốn trở thành trại chủ của 18 trại liên hợp hay sao? Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Phương Minh. Sự thật có phải như vậy hay không, còn cần nghiên cứu xem xét thêm. Đương nhiên cũng không khảo sát được. Dù sao một lão tiền bối từ thời đường, người cũng đã qua đời từ lâu, Chẳng lẽ còn có thể đào móc thi thể người ta ra hỏi thăm một chút Phóng tầm mắt nhìn rừng bia đá Tấm bia đá còn lại cũng không nhiều Cũng chỉ còn lại chừng 30 tấm Nếu như nói mỗi một trại chủ của miêu tộc 18 trại Đều cần mang đi ra ngoài một tấm bia Mới có thể trở thành trại chủ Vậy có nghĩa là tối đa chỉ còn khoảng 30 vị trại chủ Phượng Minh có chuyện tôi quên nói cho anh biết Lộ lộ đã từng nói với tôi, 18 trại đều bị nguyền rũ. Nếu như khi lão trại chủ già đi mà trại chủ mới còn chưa kế vị, như vậy nguyền rũ sẽ hủy diệt toàn bộ trại. Nghe được lời nói của Lăng Duy trong mắt Phương Minh có vẻ suy tư. Nếu như chọn một trại chủ có thể chống lại lời nguyền rũ, đương nhiên chân tướng trong đó tuyệt đối không có đơn giản. Nếu như chỉ đơn thuần cần có một trại chủ mới, sợ rằng không cách nào ngăn cản nguyền rũ. Bằng không mà nói, mỗi khi trại nào đó tới thời gian bị nguyện rũ, tùy tiện chọn một trại chủ là được. Thật sự tới tình huống sống còn ngay trước mặt, ai sẽ để ý quy cụ lão tổ đã luôn. Tình huống của cổ trại Ba Toa trước khi hắn vào đây cũng đã từng thấy. Dựa theo lời của Thanh Y, đây là dấu hiệu nguyện rũ sắp tới. Mà lúc này đa bảo quỷ sư còn phải đưa Lăng Duy vào trong này. Chỉ có thể nói rõ một điều, trại chủ mới có thể ngăn được nguyện rũ cũng là vì tiến vào thánh địa được tán thành. Nhưng mà vào thánh địa nhận được cái gì? Chính là mang một tấm bia đá ra ngoài. Như vậy suy nghĩ một chút, đáp án cũng liền hiện rõ. Chân chính có thể chống lại nguyền rũ chính là những tấm bia này. Mà những bia đá này sợ rằng không phải tùy tiện người nào cũng có thể mang đi. Muốn chứng minh phán đoán của mình có đúng hay không, kỳ thật rất đơn giản. Cho nên Phương Minh trực tiếp quay qua nói với lăng duy cậu thử xem xem có đẩy được tấm bia nào không ừ, để tôi thử lăng duy đi tới trước một mặt một tấm bia ngồi xổm người đem hai tay đặt trên bia đá chuẩn bị dùng lực dù sao những bia đá này cũng không nhỏ sợ rằng phải nặng cỡ một hai trăm cân nếu không cố sức thì không có đẩy được sau khi hai tay phát lực đôi mắt của lăng duy đột nhiên trừng to trơ mắt nhìn tấm bia đá trước mặt ngã về phía trước mà chính cậu ta cũng theo chân ngã xuống trời ơi không phải tấm bia này được làm từ bọt biển đó chứ sao lại nhẹ như vậy lăng duy té lăn trên đất hùng hùng hổ hổ đứng dậy chẳng qua phương minh có thể xác định tấm bia này cũng không phải làm từ chất liệu nhẹ gì nguyên nhân là khi hai tay của hắn đè lên trên tấm bia những tấm bia không chút sức mẻ lực lượng của mình không chỉ gấp 10 lần Lăng Duy, ngay cả mình đều không đẩy được. Vậy mà Lăng Duy có thể dễ dàng di dời. Đó chính là chứng minh tốt nhất cho phán đoán vừa rồi của mình. Những bia đá này chỉ có người phù hợp với điều kiện riêng mới chuyển động cùng mang đi. Phương Minh nghiệm chứng phán đoán của mình. Tuy rằng hắn không biết điều kiện này là gì, đáng chừng vấn đề này chỉ có thể rời khỏi đây rồi đi hỏi đa bảo quỹ sư hoặc thanh y hắn mới biết được. Thấy Phương Minh không để được tấm bi nào, Lăng Duy lại cười lên ha ha, thật là có cảm giác lần thứ nhất được thắng Phương Minh. Xem sau này Phương Minh còn dám rắm thối trước mặt hắn hay không, ngày ngày bày ra bộ dáng cao lãnh. "Ôi, tôi chính là người trời sinh sức lực lớn bá vương biết không, lực bạc thiên hà khí cái hề." Lăng Duy ôm tấm bi trên tay, thậm chí còn trực tiếp tung lên không trung để chơi đùa thỉnh thoảng còn đi tới trước mặt của Phương Minh hơ hơ cánh tay, chỉ còn da bọc xương của mình ra. Phương Minh trực tiếp đánh ra một tác, không để ý tới những tấm bia này mà là tiếp tục đi về phía trước. Đến nơi này, kỳ thật đã sấp xỉ tới đỉnh núi. Ở phía trước chính là một mảnh đất bằng trống trải. Chẳng qua sự chú ý của Phương Minh cũng là bị vùng đất bằng phẳng ngay phía trước hấp dẫn. Sau vùng đất bằng phẳng này là vách núi, mà trước vách núi đối diện mây mù, thậm chí có một đỉnh núi nhỏ. Quan trọng nhất là đỉnh núi nhỏ trong mây mù này có một tòa kiến trúc sừng sững. Chính là tòa nhà này khiến cho ánh mắt của Phương Minh bật phát ra tinh quang sáng chói. Cử vòng sáng Cử vòng sáng đã từng xuất hiện trong tri nhớ của Trương Hạo. Chính là cử vòng sáng mấy vị cường giả khủng bố đều muốn bước vào, nhưng cuối cùng lại thất bại lúc này cứ như vậy, sừng sững giữa đỉnh núi đối diện vách núi. Cửa vòng sáng thần bí nhất liền xuất hiện tại đây, làm sao Phương Minh có thể không kích động, thậm chí nếu như không phải mạnh mẽ đè xuống phần xung động này, hắn đều muốn trực tiếp nhảy qua vách núi vọt tới đỉnh núi đối diện. Dù sao trước mặt cửa vòng sáng cũng không có bậc thang kinh khủng kia, đã không có bậc thang có thể mạt sát mấy cường giả kia Liệu có phải cũng có nghĩa hắn có thể bước vào cửa vòng sáng này không? Về phần rốt cuộc là trong cửa vòng sáng có cái gì, Phương Minh tràn ngập tò mò. Có lẽ sau này là một thế giới mới tinh, hoặc có lẽ là bí mật đồng trời, cũng có thể là truyền thừa của một vị cường giả siêu cấp. Nói chung dù là gì, chi ít hắn có thể xác định, bên trong cửa vòng sáng tuyệt đối sẽ là một trong những bí mật lớn nhất của thế giới này. Phương Minh, anh làm gì? Không phải là điên rồi chứ. Đây chính là khoảng cách hơn 10 mét đó. Cho dù anh có là siêu nhân cũng không bay qua được. Lan Duy không sao hiểu được. Thì ánh mắt Phương Minh nhìn chầm chầm vào cửa vòng sáng ở đỉnh núi đối diện. Mặc dù cậu ta cũng tràn ngập tò mò đối với sự xuất hiện của cửa vòng sáng. Nhưng cũng biết đây là khoảng cách hơn 10 mét. Cũng không phải đùa giỡn. Nếu như té xuống đây, đoán chừng xương đều sẽ vỡ nát. Chỉ có người leo lên núi thiên tán này rồi mới biết được núi thiên tán cao bao nhiêu. Tuyệt đối phải cao gấp đôi đỉnh Everest. Cũng may chính là không gặp tình huống cao nguyên thiếu dưỡng. Bằng không, cậu ta đã sớm liệt ở nửa đường. Đương nhiên Phương Minh biết mình không thể nhảy qua. Nếu như còn có thể vận chuyển vô sư chi lực, khoảng cách hơn 10 mét còn có thể mượn lực đi qua. Nhưng bây giờ không cách nào vận dụng thuật pháp. Thế nhưng, dựa vào tố chất thân thể, muốn một lần nhảy lên khoảng cách cao hơn 50 mét, rõ ràng chính là ý nghĩ kỳ dị. Phùng Minh, lão già khi nói cho tôi biết, chỉ cần tôi đi tới đỉnh núi tìm được tấm bia, sau đó bóp nát thứ này là được rồi. Lăng Duy móc một khối ngọc bài từ trong lòng ra, bên trên khối bài đồng này khắc một loại sinh vật, có chút cùng loại với lông nhưng mà không giống. Nói xong lời này, Lăng Duy trực tiếp cố sức sờ, ngọc này trực tiếp vỡ nát thành nhiều khối. Không phải cổ tay Lăng Duy có khí lực lớn, mà là vì bản thân loại ngọc bài này rất yếu đuối, hẳn là đã dùng một loại ngọc đặc biệt chế tác. Ngọc bài bị bóp nát, cuồng phong đột nhiên nổi lên trên đỉnh núi, mà sau khi cổ cuồng phong này đến, dĩ nhiên hợp thành một lốc xoáy. Phong nhãn của lốc xoáy liền xuất hiện trước mặt Phương Minh cùng Lăng Duy. Bước vào vòng xoáy phong nhãn này, liền có thể rời khỏi nơi đây. Tôi không muốn đợi ở địa phương quái quỷ này thêm. Chúng ta nhanh chóng đi ra ngoài thôi. Lăng Duy gấp gáp không thể chờ muốn rời đi. Bởi vì cậu ta vội vàng muốn khôi phục trẻ tuổi. Nhưng mà Phương Minh không quan tâm cậu ta mà vẫn tai lắng nghe. Khi cổ cuồng phong này xuất hiện, từng thanh âm mờ ảo truyền vào trong tai hắn. Phương Minh anh đang nghe cái gì? Tiên gió này có gì hay mà nghe? Lăng Duy chú ý tới dáng vẻ của Phương Minh hơi nghi hoặc một chút bởi vì bên tai cậu ta chỉ nghe được tiếng gió cậu không nghe được sao phương minh hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh liền không hề phản ứng lăng duy nguyên nhân là vì toàn bộ tâm thần của hắn đều bị ngôn ngữ trong tiếng gió truyền đến hấp dẫn một quá khứ về miêu tộc hiện lên trước mặt hắn có người đang giảng thuật về quá khứ của miêu tộc trong tiếng gió này miêu tộc huy hoàng mà phương minh đã bị hấp dẫn triệt để hắn nghĩ tới miêu tộc đã từng rất mạnh nhưng cũng không nghĩ tới Lại mạnh đến trình độ này Ở thời đại viễn cổ Tổ tiên Cửu Lê Bọn họ đã từng chinh phục Cả vùng đất này Trong tiếng gió thanh âm kia Mang theo ngâm sướng Nói về miêu tộc đã từng huy hoàng Cùng lúc này vua sư Chi Châu Trong người của Phương Minh Lại dĩ nhiên tự động vận chuyển Mà theo vua sư Chi Châu chuyển động giờ phút này đỉnh núi cũng xuất hiện biên hóa. Cuồng phong gào thét, mây mù lay động bay tới. Những mây mù này hội tụ vào một chỗ, từ từ hội tụ thành một đoàn, bao phủ phương minh vào trong. Mây mù quanh quẩn, Lăng Duy đang đứng bên cạnh, chỉ có thể nhìn thấy mây mù mà không nhìn thấy phương minh. Càng không nhìn thấy hình ảnh phương minh đang bị mây mù bao vây đã thấy lúc này. Trong mây mù, ánh mắt của Phương Minh chăm chú, nhìn chăm chăm phía trước. Ở nơi này, mây mù hóa thành hình chiếu, mang theo cảm giác thương hải tan điền xuất hiện trước mặt hắn. Đó là thời đại viễn cổ. Ở thời đại kia, có một chủng tộc như vậy. Bọn họ tung hoành khắp thế giới, thống trị cả phiến đại lục. Vào thời đại kia, nguyên một đám cường giả, hoặc bên hông có cự xa cuộn lại, hoặc đạp con nhện dưới chân, hoặc trên người có vật tổ. Nguyên một đám cường giả chinh chiến khắp thiên hạ, tạo ra đường ranh giới vô cùng lớn. Thậm chí trong hình ảnh này, Phương Minh còn chứng kiến đại lục Tây Phương. Người Miêu đã từng vượt qua ngăn cách giữa phương Đông và phương Tây, thống trị toàn bộ thế giới. Đó là một lịch sử huy hoàng sáng chói. Theo thanh âm truyền đến, trong lời kia có sự hồi tưởng đối với thời thịnh thế đó là thời đại mà người miêu mạnh mẽ nhất chẳng qua phương minh có nỗi nghi hoặc người ở thời đại kia thật sự là người miêu sao về người miêu mấy nhà lịch sử học đã cho ra nhận xét thống nhất về thuộc tộc Si vương là đời sau của cửu lê nhưng mà cho dù Si vương trước đây ngay chỉ trong nội địa trung quốc cũng không thể thống nhất hết được cuối cùng vẫn bại bởi hoàng đế đừng nói là thống nhất cả đại lục phương đông và phương tây từ một điểm này có thể đoán, người miêu xuất hiện trong hình chiếu này, đương nhiên là trước cả thời các hoàng đế xuất hiện, là một thời đại không có bất kỳ ghi chép gì trong lịch sử. Có phải từ trước thời kỳ viêm hoàng đã có văn hóa xuất hiện hay không? Điểm này mấy nhà lịch sử học đã sớm có định luận. Bất luận là tới từ chính văn hóa nội mông Hồng Sơn từ năm 6.000 trước công nguyên, còn là ngược dòng về văn hóa từ Sơn từ năm 8.000 trước công nguyên, cũng nói rõ là trước cả khi hoàng đế xuất hiện. Nhưng vì sao? Vì sao các nhà khoa học còn dùng thời gian hoa hạ trên dưới 5.000 năm để mà hình dung? Đó là bởi vì gần như không tìm thấy bất kỳ ghi chép gì về lịch sử trước 5.000 năm trước công nguyên của Triều Hạ, mà phiên bản về viêm hoàng dị đế cũng được lưu truyền không dưới 10 bản, mà trước viêm hoàng đã bị chôn vùi hoàn toàn. Có người nói, bởi vì trước đó không có ghi chép bằng chữ viết, cho nên không cách nào bảo lưu văn minh. Mọi người chỉ tính toán thời gian từ khi bắt đầu ghi chép, cho ra chữ số 5.000 năm. Thế nhưng, chẳng lẽ thời đại trước năm 5.000 năm trước công nguyên kia, thật sự không có cái gọi là chữ viết, không có cái gọi là văn minh sao? Về điểm này cho tới bây giờ, Phương Minh đều không đồng ý. Hắn vẫn tin tưởng trước ngũ đế chỉ ít còn có văn minh tồn tại, hơn nữa còn là văn minh cực kỳ sáng chói. Bởi vì năm tháng hắn lấy được từ trong ghi chép của truyền thừa vô sư, đã vượt xa thời kỳ ngũ đế. Người hiện đại nói, bởi vì người cổ đại ngu muội cùng không được khai trí, cho nên tràn đầy sùng bái và sợ hãi đối với thiên nhiên. Nói thời điểm đó rất nhiều bộ lạc sẽ tê bái thiên thần, có quá nhiều nghi thức cầu khẩn. Thế nhưng đừng quên, đây là bắt nguồn từ tư tưởng của người hiện đại chúng ta để tìm hiểu. Nếu như đặt một đứa bé 4 năm tuổi ở trên một hoang đảo, không dạy cho đứa bé này bất kỳ tri thức gì, 10 năm sau, mỗi khi thấy xét đánh trời mưa, liệu cậu bé có nghĩ tới quỳ lại hay không? Sẽ không. Bởi vì cậu bé quỳ lại, có nghĩa là cái gì cũng không biết. Có lẽ có thể hắn sẽ nằm xuống, thậm chí có thể sẽ khiêu vũ. Tất cả những hành động này đều tùy thuộc vào sự hiểu biết của bản thân cậu bé có một loại văn hóa tên gọi là truyền thừa chỉ khi những người ở thời đó biết quỳ lạy đại biểu cho thần phục cùng sùng kính bọn họ mới có thể quỳ lạy như vậy là ai nói cho bọn họ biết quỳ lạy đại biểu cho thần phục cùng sùng kính là ai nói cho bọn họ biết trên đời này có thần linh tồn tại thần tại sao từ này lại phải xuất hiện chỉ có một cách giải thích duy nhất trong đoạn lịch sử đã bị chôn vùi đó đã từng có văn minh tồn tại những văn minh này bởi vì có chút nguyên nhân nên bị diệt. Nhưng bọn họ vẫn để lại truyền thừa như trước, mà những truyền thừa khác bị những người tới sau phát hiện. Tiến trình học tập cùng diễn hóa, từ từ biến thành một nền văn minh mới. Truyền thừa vô sư chứng minh được điểm này, mà bây giờ từ những hình chiếu mà hắn đã nhìn thấy một lần nữa, cũng chứng minh được điểm này. Trong giai đoạn lịch sử bị chôn vùi, đã từng tồn tại một nền văn minh cực kỳ sáng chói văn minh này thống trị toàn bộ thế giới, mà văn minh này chính là tổ tiên của miêu tộc chân chính. Trong thần thoại của người miêu, Khương Ương là thần sáng thế, nhưng tổ giao của thủ miêu là nói rất rõ ràng, Khương Ương không phải là người sinh ra sớm nhất, ở trước thần thoại đó đã từng có người miêu tồn tại. Đó là một nền văn minh sáng chói nhất. Lực lượng của vạn vật tự nhiên bị con người nắm trong tay. Mặt trời mặt trăng và ngôi sao nương theo, phong vũ lôi điện hiệu lệnh người có thể tới huy hoàng duy chỉ có cổ hoàng ta trong hình chiếu xuất hiện một bóng người đây là một bóng người đưa lưng về phương minh sau lưng của bóng người này vạn vật thần phục dù cho vẹn vẹn chỉ là một bóng lưng cũng triển lộ hoàn toàn không bỏ sót loại khi thế bệ nghệ thiên hạ cổ hoàng ở trong những năm tháng vô tận trước đó tổ tiên biêu tộc được xưng là cổ tộc mà hoàng của bọn họ liền gọi là cổ hoàng. Thịnh thế vẫn còn tiếp tục, nhưng mà cho dù có huy hoàng hơn, có anh hùng hơn, cũng không thể nhìn được thời gian mưa gió dần dần trôi qua. Bóng người bệ nghệ thiên hạ kia rốt cuộc cũng từ từ già đi. Có lẽ tiếp qua một khoảng thời gian, vị cổ hoàng này sẽ bị chôn vùi dưới đất vàng. Chẳng qua đúng lúc này, hình chiếu đột nhiên thay đổi. Binh sĩ của cổ hoàng xuất hiện trước mặt bình dân trên tay mỗi binh lính đều có ôm một đứa bé Những đứa bé sơ sinh này đến từ chính toàn bộ cổ tộc Cổ hoàng vĩ đại là tín ngưỡng của cổ tộc Tín ngưỡng không thể đổ nát Cổ hoàng sẽ tỏa sáng cùng nhật nguyệt Mà đám con dân của hắn cũng lấy được trường sinh Dường như thanh âm truyền xứng kia đang giải thích cho hình ảnh này Phương Minh nghe vậy thì ngây ra một lúc Trường sinh Điều mà những đế hoàng luôn luôn theo đuổi, không có gì ngoài trường sinh. Bởi vì một vị đế hoàng đều đứng ở vị trí đỉnh phong nhất. Bọn họ khát vọng có thể kéo dài quyền uy. Nếu những đế hoàng này không mưu cầu trường sinh mới là kỳ quái. Nhưng ý của lời này dĩ nhiên nói tới tất cả người cổ tộc đều có thể trường sinh. Điều này thật sự khiến cho người ta giật mình. Những đứa bé sơ sinh này bị đưa vào bên trong một tòa cung điện sau đó từng con từng con trùng màu vàng quỷ dị chui vào bên trong đầu những đứa bé này cộng sinh cùng những đứa bé vật đổi sao dời những đứa bé này đều đã lớn lên hết bọn họ tự xưng là tín đồ trung thành nhất của cổ hoàng bọn họ trấn thủ tứ phương thay cổ hoàng mà bọn họ thật không hề già đi hoặc có lẽ bọn họ được trường sinh theo một loại hình thức khác khi những người này chết đi một con trùng chui ra khỏi đầu của bọn họ mà con trùng này lại bò vào trong đầu một đứa bé mới sinh khác, sau đó đường theo đứa bé tiếp tục trưởng thành. Nhóm trẻ này lớn lên, coi gian dấp, giống đám binh sĩ đã chết kia như đúc. Đây là... Trong mắt của Phương Minh co rút, hai đời binh sĩ giống nhau như đúc. Nguyên nhân tạo thành biến hóa này hẳn chính là loại trùng màu vàng kia. Hoặc cũng có thể nói sau khi những đứa bé này lớn lên đã kế thừa linh hồn của những binh sĩ kia. Như vậy theo một cách giải thích nào đó có thể tính đây là sự trường sinh. Loại trường sinh đổi một thân thể khác để sống sót. Về phần phải chăng có thể vĩnh viễn sống sót, chỉ sợ còn phải xem thọ mệnh của kim trùng này có thể kéo dài trong bao lâu. Chẳng qua rất nhanh Phương Minh đã biết đáp án. Cổ hoàng không bao giờ già yếu. Thánh trùng không bao giờ suy nhược. Cổ tộc đã trở thành chủng tộc bất tử trong thanh âm đã cho phương minh đáp án đó chính là con trùng vàng vĩnh viễn không chết cũng liền có nghĩa người cổ tộc có thể mãi sống sót nếu là như vậy như vậy cổ tộc sẽ vĩnh viễn không bị tiêu diệt một nền văn minh mạnh mẽ thống trị thế giới một chủng tộc bất tử phương minh rất muốn biết sau này cổ tộc lại trải qua những gì dĩ nhiên lại biến mất trong lịch sử dù sao lấy sức chiến đấu của cổ tộc đã biểu hiện ra trong hình ảnh này đã không có bất kỳ chủng tộc nào có thể chống lại họ. Hơn nữa, bởi vì binh sĩ cổ tộc là bất tử, cũng không tồn tại tình huống phản loạn. Bọn họ vĩnh viễn hiệu trung với cổ hoàng. Phương Minh mang theo sự nghi ngờ tiếp tục xem tiếp. Kế tiếp, hình chiếu cũng thật sự không để cho hắn thất vọng. Rốt cuộc, hắn đã nhìn thấy chân tướng cổ tộc suy bại. Vốn có quyền lực vô thượng và sự sống vĩnh hằng sau đó cổ hoàng bắt đầu làm một chuyện lớn vô cùng kỳ công cuối cùng dùng toàn bộ lực lượng của cổ tộc đi xây dựng một cánh cửa cổ hoàng vĩ đại cuối cùng dùng lực lượng tứ hải bác hoàng xây dựng một cửa vĩnh hằng sau khi xây dựng cửa này truyền thuyết âm thanh đột nhiên im bặt bởi vì bên trong hình chiếu một cửa vòng sáng đã xuất hiện cổ hoàng đứng phía trước cửa vòng sáng đằng sau hắn là đại quân cổ tộc vô tận. Ngay tại lúc cổ hoàng muốn dẫn theo binh lính của hắn vào bên trong cánh cửa sáng, một bóng người xuất hiện là một cô gái mặc quần áo trắng như tuyết, mang theo phong thái tuyệt thế, dưới chân cô gái là cửu tinh lưu chuyển. Cửu tinh vô sư là nữ vô đã xuất hiện bên trên tấm bia đá kia sao? Phương Minh nhỏ giọng nói mà giờ khắc này trong chân dung lại là, là sơn băng địa liệt. Ở trước mặt bạch y nữ tử, đại quân cổ hoàng vẫn lấy làm kiêu ngạo không chịu nổi một kích. Vô số binh sĩ ngã xuống, máu tươi lây dính cả vùng đất. Một hoàng triều thịnh thế cứ như vậy đổ nát chi lìa. Cuối cùng, trong tấm hình, chỉ còn sóc cổ hoàng cùng bạch y nữ tử. Áo bào màu vàng của cổ hoàng nhuốm máu, mà bạch y nữ tử lại đứng lặng yên ở nơi này. Cổ hoàng vĩ đại, cuối cùng không thể bước ra một bước kia. Khi một người đại biểu một thời đại kia đứng trước mặt cổ hoàng, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đều muốn thất sắc. Thế gian vạn vật không thể địch nổi. Cổ hoàng cùng bạch y nữ tử đưa mắt nhìn nhau cuối cùng, một đạo thanh âm trầm thấp truyền ra. Vì sao ngăn ta? Sai đường, cuối cùng liền là sai. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền ra, phản phất như đã không được thiên địa dung thứ, đường theo lấy sấm sét nổ vang. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi không đi một bước này? Thì không cho ta đi một bước này. Nếu không muốn, trước đây, vì sao lại muốn truyền văn minh cho ta? Thanh âm khàn khàn của cổ hoàng mang theo không cam lòng. Ngươi làm hoàng sư, truyền cho ta đại đạo, rồi là diệt đại đạo của ta. Trong mắt ngươi, ta chỉ là một vật thí nghiệm mà thôi. Hận, ta hận. Bạch y nữ tử trầm mặt một lúc sau lập tức nói lại câu kia. Sai đường, cuối cùng liền là sai. Kết thúc tập 135 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.